Chào các bạn, trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một đôi bao tay như thế này. Thì đối với mẫu này các bạn có thể áp dụng để móc cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ cũng được ha. Mình có làm hai mặt nè. Ở mặt này các bạn có thể trang trí họa tiết khác lên trên thân của bao tay cho cái mẫu của mình được xinh xắn hơn nhé. Để làm mẫu này mình sử dụng len miêu cốt tông cũng 125g. Sợi len của mình dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2mm. Kim móc thì mình dùng kim móc 3.5mm. Những bạn nào không có cái mẫu kim này thì các bạn có thể sử dụng đầu kim mà các bạn có. Sau đó mình so sánh với sợi len. Thì khi đưa đầu kim vào so sánh với sợi len, đầu kim của mình nó sẽ to hơn sợi len 1/2 ha, cho phần thân của bao tay được mềm mại hơn. Ngoài ra còn có kéo cắt len, kim khâu len. Và phụ kiện không thể thiếu đó là một loại thun tròn. Đây, thun tròn nó có độ co giãn, mình sử dụng cái đoạn thun này để mình nẹp vào phần cổ của bao tay, cho cái phần cổ bao tay của mình nó được bo vào phần cổ tay ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc chi tiết. Đầu tiên đảo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Thì mình sẽ móc ngón cái trước ha, móc lên 2 mũi móc xích. Đối với size mình đang hướng dẫn, móc cho mình vào vòng tròn mình vừa tạo này 12 mũi kép đơn. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai. Ở những size nhỏ hơn size mình đang hướng dẫn, các bạn sẽ móc cho mình ít hơn 12 mũi kép đơn. Tức là có thể móc 10 hoặc là 11 mũi kép đơn cho vòng tròn này ha. Do là size nhỏ hơn, cái ngón tay cái của bé nó sẽ nhỏ hơn size mà mình hướng dẫn. Và mẫu mình hướng dẫn nó sẽ phù hợp với những bé từ 1 tuổi trở lên ha. Tiếp tục mũi kép đơn thứ 8, kép đơn thứ 9, kép đơn thứ 10, kép đơn thứ 11 và kép đơn thứ 12. Sau khi đã có được 12 mũi kép đơn liên tiếp vào vòng tròn này thì mình di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên. Phía trên nó nè, đây là mũi kép đơn đầu tiên ha. Thì phía trên nó sẽ là chân móc. Móc cho mình vào đây một mũi dời. Sau đó lên 2 mũi xích. Nắm sợi len ngắn của vòng tròn đầu tiên, guốc thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Ta sẽ hoàn tất được vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn. Nó sẽ tạo ra cái độ rộng cho cái phần ống của ngón tay ha. Những size mà lớn hơn cái size móc này nè thì các bạn có thể tăng size cho mình ở cái vòng móc thứ hai. Thì vòng thứ hai nè, móc vào chân mà mình vừa móc mũi dời, đó sẽ là chân đầu tiên ha. Móc vào một mũi kép đơn. Các bạn sẽ móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng. Tức là mình sẽ có mỗi chân là một mũi kép đơn đối với size mình đang hướng dẫn. Thì 12 mũi kép đơn này nó sẽ tạo ra một cái độ rộng nhất định. Những bạn nào mà muốn tăng size, cái phần ngón cái nó có cái độ rộng hơn á, thì vòng móc thứ hai này mình sẽ tăng mũi. Và các bạn sẽ tăng cho mình một hoặc là nhiều hơn một mũi cho một cái chân móc bất kỳ của cái vòng tròn này. Thì ở đây mình có thể tăng vào cái chân móc này ha. Hoặc là một chân móc bất kỳ cũng được. Hoặc là các bạn có thể tăng nhiều hơn một mũi. Thì các bạn có thể tăng cho mình vào các cái chân móc bất kỳ ha. Thì mình sẽ tăng được thêm số mũi móc cho hàng móc kế tiếp nè. Còn đối với size này mình không tăng size, mình sẽ móc đều. Mỗi chân là một mũi kép đơn và các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì cái phần ngón tay của mình nó sẽ có được một cái độ sâu nè. Lưu ý cho mình những bạn mà không có nhìn rõ mũi móc thì ở đây dễ bị nhầm ha. Xét cái xích mà mình gây nên này nè, ở phía sau nó là chân của mũi dời ha, đó không phải là chân móc, mà ta di chuyển kim luôn đến cái chân móc của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Thì mình sẽ đếm vòng móc này 12 mũi ha, thì kết thúc là 12 mũi là được. Lên cho mình 2 xích
thì lúc này cái vòng ngón tay của mình nó sẽ có cái độ sâu bao trùm đến cái ngón tay nè. Hàng móc kế tiếp mình sẽ không tăng mũi, các bạn sẽ móc đều cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì chân đầu tiên cũng là chân mà mình vừa móc mũi dời ha. Tương tự chân kế bên nè, một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng và thêm cho mình được nhiều vòng móc như vậy nữa, sao cho cái chiều cao của phần ngón tay này nó vừa đến cái chiều cao size mà các bạn móc là được ha. Mình có thể tăng thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa thì nó sẽ có cái độ sâu cho cái phần ngón tay. Cứ mỗi chân ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc là được. Tương tự cho đến cuối vòng và thêm nhiều vòng móc như vậy nữa ha. Tính luôn vòng móc đầu tiên thì ở đây mình đã tăng lên được 4 vòng móc cho cái phần ngón tay. Thì 4 vòng móc này nó chưa có đủ cái độ cao, các bạn sẽ móc thêm cho mình một vòng mũi đơn nữa, hoặc là có thể một vòng mũi nữa kép ha, tùy vào chiều cao của ngón tay mà các bạn sắp xếp cho mình cái hàng móc cuối cùng này là mũi gì nha. Có thể là mũi móc đơn, mũi nửa kép hoặc là mũi kép đơn, làm sao cho cái phần ngón tay này nó có đủ cái chiều cao của phần ngón là được. Sau đó đâm kim vào chân của cái mũi móc đầu tiên này, móc vào một mũi dời để mình kết thúc. Móc lên một xích, kéo và cắt len. Thì như vậy là mình sẽ hoàn tất được một cái phần ngón tay như thế này ha. Giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục móc cái phần thân của bao tay. Ở đây mình đã có móc sẵn một mặt của bao tay trước rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn mặt còn lại, từ phần cổ tay lên đến phần ngón tay. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này móc lên một dây móc xích có cái độ dài vừa đủ, tức là cái chiều cao của sợi dây xích này nó sẽ bằng từ cổ tay cho đến chính giữa của ngón tay giữa ha. Đây, tới phần này nè. Ở đây mình gây nên 13 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 và 13. Khi có được 13 mũi móc xích rồi, lúc này cái chiều cao của sợi xích mình nó đã bằng từ cổ tay đến chính giữa ngón tay rồi, thì lên 2 xích, sau đó đâm kim vào chân 13, móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi kép đơn và làm tương tự cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối hàng các cái mũi kép đơn rồi, thì lưu ý ở cái chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình vào chân cuối cùng này 7 mũi kép đơn ha. Kép đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Mũi kép đơn thứ tư. Móc vào cùng một chân móc ha. Kép đơn thứ năm. Kép đơn thứ 6 và mũi kép đơn thứ 7. Như vậy là ta sẽ có được 7 mũi kép đơn cho cái chân móc cuối cùng ha. Thì từ đây mình sẽ tiếp tục di chuyển kim đến các chân móc còn lại và sẽ móc đều mỗi chân là một mũi kép đơn. Đây sẽ là cái chân đầu tiên mà mình móc ha. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc để ta cắt len không phải giấu len nhiều nè. Móc vào một mũi kép đơn, tương tự cho chân bên cạnh ha, một mũi kép đơn. Chân kế tiếp một mũi kép đơn và móc tương tự cho đến cuối hàng.
Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì đối với cái mặt còn lại, cái mặt mà các bạn móc một màu thôi, thì từ đây các bạn sẽ tiếp tục móc lên cho mình hai mũi móc xích, sau đó ta quay ngược đầu móc lại và bắt đầu móc. Chân đầu tiên mà mình móc sẽ là cái chân giáp cái mũi móc xích này ha, thì đây sẽ là chân đầu tiên nè, móc vào một mũi kép đơn. Sau đó lần lượt làm tương tự cho các chân móc còn lại thì đạt được một cái mặt có một màu như thế này. Còn đối với những bạn nào mà muốn thay màu cho phần bao tay của mình có điểm nhấn thì mình sẽ tiến hành thay màu nè. Kết thúc hàng đầu tiên rồi thì móc lên một xích, sau đó kéo dài sợi len và cắt len. Ta có được hàng đầu tiên ha. Để tiếp tục hàng thứ hai thay màu trắng, các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len khá dài để mình sử dụng đoạn len này trang trí chính giữa cho cái phần bao tay nè. Thì các bạn kéo cho mình một đoạn len dài ha. Đây, sau đó tiếp tục đưa cái sợi len này qua chân móc từ cái điểm này nhé. Ta sẽ đâm kim vào chân móc đầu tiên của cái hàng móc màu xanh nè. Các bạn có thể chọn cho mình một điểm làm hàng móc đầu tiên cũng được nha. Thì mình sẽ đâm kim vào chân móc này, làm mũi móc đầu tiên và kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Đâm kim vào chân mình vừa móc, móc vào đó một mũi kép đơn. Thì các cái mũi móc đầu tiên các bạn móc giấu cho mình luôn sợi len thừa vào trong mũi móc nha. Mình sẽ giấu sợi len thừa vào tầm khoảng 3 cho đến 4 mũi móc. Chân kế tiếp một mũi kép đơn nè. Đây, lên được tầm khoảng 3 cho đến 4 mũi móc, giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Thì cái sợi len của mình nó giấu như thế này rồi, tiếp tục cái sợi len còn lại mình sẽ tiến hành trang trí ha. Lúc này mình sẽ không giấu len nữa, các bạn sẽ móc đều, mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì mình cứ móc đều như vậy cho đến khi các bạn gặp cái chân đầu tiên của cụm 7 mũi ở cái chân móc cuối cùng ở phía dưới nè. Thì mình sẽ móc các cái mũi kép đơn đến chân đầu tiên đó nha. Mỗi chân mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được các cái mũi kép đơn cho cái hàng móc đầu tiên rồi và chừa sợi len thừa để mình trang trí, thì chân móc kế tiếp mà mình gặp sẽ là chân đầu tiên của cụm 7 mũi ở cái chân móc phía dưới nè. 7 mũi vào cùng một chân á. Thì cái chân đầu tiên đó móc vào cho mình hai mũi kép đơn cùng chân móc. Chân thứ hai cũng móc hai mũi kép đơn ha. Tương tự cho chân thứ ba, móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Chân thứ tư móc hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho 7 chân móc của cái mũi móc đó ha. Mình sẽ có 7 chân, mỗi chân là hai mũi kép đơn. Thì chân thứ sáu nè, hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Và chân móc thứ bảy móc hai mũi kép đơn vào cùng chân móc. Như vậy mình đã tăng lên được 7 mũi móc cho cái vòng móc thứ hai này. Ta sẽ có 7 chân, mỗi chân là hai mũi kép đơn ha. Thì lúc này cái phần này nó sẽ giúp cho cái bao tay của mình nó có cái độ bằng phẳng hơn nè. Tiếp tục các chân móc còn lại thì mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết. Mình sẽ móc đều ha. Ta không tăng mũi nữa.
Sau khi móc các cái mũi kép đơn cho đến cuối hàng móc thì đến đây móc lên một xích kéo và cắt len để mình thay màu khác ha. Bạn nào mà không thay màu thì cứ lên cho mình 2 xích và mình móc tiếp hàng móc tiếp theo nha. Thay màu cho hàng móc kế tiếp thì đối với hàng kế tiếp mình sẽ không trang trí bằng màu len này, thì các bạn sẽ chừa cho mình một đoạn len vừa thôi ha. Sau đó cũng đâm kim vào chân đầu tiên của hàng móc phía dưới và kéo sợi len qua chân móc. Móc lên 2 mũi móc xích. Chân đầu tiên cũng là chân mà mình vừa đâm kim, móc vào một mũi kép đơn. Chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn ha, và khi móc lưu ý giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại. Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Thì sợi len thừa này khi các bạn giấu, các bạn cứ giấu cho mình cho đến hết sợi len thừa là được, để khi mình cắt len không phải giấu len nhiều. Và ta cứ móc đều mỗi chân làm một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến hai cái chân móc kép đơn mà móc vào cùng một chân móc ở phía dưới nè ha. Thì mình sẽ móc đến cái chân móc này trước, sau đó chừa ra hai cái chân móc này để mình hướng dẫn tiếp nha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Sau khi đã móc được đến hai cái mũi móc kép đơn mà ta móc vào cùng một chân móc ở phía dưới nè, thì cái chân đầu tiên các bạn sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào đó ha. Chân thứ hai, đây là mũi móc thứ hai của hai mũi cùng chân này ha, ta sẽ móc vào hai mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi móc. Thì cứ làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha. Hai mũi kép đơn cùng chân móc thì chân thứ nhất móc một mũi kép đơn, còn chân thứ hai móc hai mũi kép đơn cùng chân móc, thì sẽ làm tương tự cho mình các cái cụm còn lại. Mình sẽ có được 7 mũi thêm nhé. Hoặc là các bạn có thể móc cho mình các cái cụm một kép đơn và hai kép đơn cùng chân móc xen kẽ với nhau cho đến khi ta được 7 cụm. Chân kế bên một mũi kép đơn nè. Chân kế tiếp là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc ha. Nó cũng là chân thứ hai của hai mũi có cùng một chân móc ở hàng phía dưới nè. Móc vào hai mũi kép đơn. Đây ta sẽ có được cụm thứ hai như thế này. Móc tương tự cho mình cái cụm này cho đến khi mình được 7 cụm liên tiếp nha, tính luôn cụm đầu tiên. Một mũi kép đơn. Sau đó là hai mũi kép đơn vào cùng một chân móc. Ta có được cụm thứ ba ha, móc tương tự cho đến khi mình được 7 cụm. Sau khi đã móc được 7 cụm liên tiếp thì cụm cuối cùng ta cũng móc vào cái chân thứ hai của hai mũi cùng chân ở cái cụm cuối cùng của hàng phía dưới ha. Thì như vậy mình đã tăng được 7 mũi cho cái vòng móc này. Còn ở những cái chân móc cuối cùng này thì mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến hết hàng ha.
Sau khi đã móc được đến cuối hàng thì phần thân của bao tay nó đã có được cái độ rộng như thế này rồi ha. Lúc này chiều cao của toàn bộ bao tay nó đã trùm được từ phần cổ tay cho đến đỉnh ngón tay. Những bạn nào muốn tăng size thì mình cũng làm tương tự như hướng dẫn ha. Xích đầu tiên các bạn cần móc cho mình chiều dài từ phần cổ tay cho đến chính giữa của ngón tay giữa. Đây, chiều dài cho đến đây ha. Sau đó mình sẽ tăng các cái hàng móc cho cái độ rộng của phần bao tay mình nó rộng ra nè. Và ta đều tăng size tương tự. Cứ gặp chân thứ hai của hai mũi cùng chân thì mình sẽ tăng vào đó. Ví dụ như các bạn móc hàng móc kế tiếp nè. Thì mình cứ móc các cái mũi kép đơn đều cho đến hai cái mũi móc mà mình gặp cùng một chân móc ha. Thì chân thứ nhất mình móc một mũi kép đơn. Đây, hai mũi cùng chân nè, chân thứ hai sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân nhé. Và sẽ làm tương tự cho các chân móc còn lại, mỗi chân là một mũi kép đơn. Cứ gặp hai mũi kép đơn móc vào cùng một chân móc thì chân thứ nhất móc một mũi, còn chân thứ hai là hai mũi kép đơn vào cùng chân móc là được. Thì cái phần bao tay của mình nó sẽ có cái độ rộng ra hơn cho các hàng móc kế tiếp nha. Thì đối với size mình hướng dẫn này, mình sẽ dừng lại ở ba hàng móc. Những bạn nào móc cái mẫu bao tay của mình mà có hai mặt khác nhau á, tức là một mặt có màu xen kẽ nè và một mặt trơn không có màu xen kẽ, thì để nối cái phần ngón tay vào tạo một chiếc trái và một chiếc phải thì các bạn sẽ làm như sau ha. Chiếc đầu tiên mình sẽ móc một mặt có màu xen kẽ, sau đó tiến hành cắt len, rồi móc một mặt không có màu xen kẽ, sau đó mình sẽ nối. Còn chiếc thứ hai mình sẽ móc một mặt không có màu xen kẽ trước, cắt len, sau đó móc cái mặt có màu xen kẽ sau ha. Tức là mình sẽ móc đảo lại với nhau để mình có thể nối lại. Như vậy nó sẽ giúp cho phần bao tay của mình nó không có bị điểm nối quá nhiều ha. Thì đối với chiếc còn lại của mình nè, mình móc một mặt có màu xen kẽ trước, sau đó cắt len. Mặt tiếp theo mình sẽ móc cái mặt không có màu xen kẽ. Sau đó đến điểm này mình không cắt len và mình sẽ tiến hành nối. Chọn cho mình một mặt làm mặt phải, sau đó úp cái mặt phải xuống phía dưới. Thì đối với cái mẫu mà mình móc xen kẽ nè, nó có một mặt là mặt trái và một mặt là mặt phải ha. Thì mặt phải là cái mặt mà mình móc cái mũi ra phía ngoài á, nó sẽ là mặt phải. Thì để cho bao tay của mình nó đẹp hơn, các bạn sẽ đưa mặt phải của cái mẫu đó ra ngoài, sau đó ốp hai cái mặt trái lại với nhau. Mình sẽ đâm kim vào chân đầu tiên của cái mặt có màu xen kẽ ha. Sau đó đâm kim tương tự vào cái chân móc đầu tiên của cái mặt không có màu xen kẽ nè. Tức là mình sẽ đâm kim vào hai chân song song với nhau. Sau đó móc vào một mũi dời. Tiếp tục đâm kim vào hai chân kế tiếp, tức là sẽ là hai cái chân mà song song đối diện với nhau á, nó sẽ tương ứng với nhau nè. Và cũng móc vào một mũi dời để mình nẹp lại cái phần thân của bao tay ha. Chân kế tiếp nè, các bạn sẽ nẹp tương tự cho mình cho đến cuối. Đâm kim vào hai chân song song và móc vào một mũi dời. Nối tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối hàng móc á. Thì cuối hàng móc ở cái phần ngón tay các bạn làm bao nhiêu mũi móc? Ở đây mình làm 12 mũi móc nè, thì các bạn sẽ chừa ra cho mình 12 mũi móc cuối cùng, tức là nửa mũi bên này và nửa mũi ở mặt còn lại. Thì mỗi bên mình sẽ chừa ra 6 mũi móc để tạo ra được tổng cộng là 12 mũi móc ha. Cứ nẹp tương tự cho mình cho đến chân móc thứ 7 từ dưới lên. Thì mình sẽ nối được hai mặt của bao tay lại với nhau. Nhưng trước khi nối á, cái sợi len thừa mà mình chừa ra ban đầu á, mình để tạo cái họa tiết trang trí, thì các bạn sẽ xỏ cho mình kim khâu vào. Sau đó mình sẽ tạo các cái họa tiết trang trí ở chính giữa của mặt bao tay nè. Các bạn có thể tạo cho mình những cái họa tiết khác nhau ha.
Khi tạo được họa tiết rồi, tiến hành giấu sợi len thừa vào trong các cái mũi móc. Thì như vậy là mình hoàn tất được họa tiết trang trí ở cái phần thân trước này ha. Sau đó tiến hành cắt sợi len thừa và nẹp cho mình cho đến cái chân móc thứ 7 tính từ dưới lên nè. Sau khi các bạn đã nẹp được cho mình cái phần bao tay, còn lại 6 chân móc ở mỗi bên, tức là sẽ có tổng cộng là 12 chân móc chừa ra. Thì lúc này sẽ đưa cho mình cái phần ngón tay vào trong. Các bạn sẽ kéo cho mình cái sợi len và cắt một đoạn len dài. Đây, tháo đầu len ra nè. Sau đó tiếp tục mình sử dụng kim khâu. Các bạn sẽ đâm kim cho mình vào một chân móc bất kỳ ở cái phần ngón tay. Mình có thể đâm kim vào chân của mũi dời ha, kết thúc của cái phần ngón tay nè. Sau đó kéo sợi len. Và từ đây sẽ đâm kim vào từng chân móc tương ứng với nhau. Đây, chân móc kế bên của cái phần thân bao tay và chân kế tiếp của cái phần ngón nè. Hai chân tương ứng và song song với nhau ha. Kéo len, sau đó tiếp tục chân của phần thân và chân của phần ngón. Kéo len nè, guốc cái sợi len cho cái mũi khâu của mình nó được sát lại ha. Và lần lượt khâu tương ứng cho mình cho đến hết. Khi khâu được đến cuối rồi thì tiếp tục đâm kim vào cái phần còn lại. Tức là mình sẽ di chuyển kim qua cái phần thân sau và cũng đâm kim từ cái phần thân cho đến cái phần ngón tay. Và cũng đâm kim vào các cái chân móc tương ứng với nhau ha. Khâu tương tự cho mình cho đến hết. Như vậy là mình đã nối được phần ngón tay vào trong thân của bao tay ha. Đây, nó sẽ tạo ra được một cái ngón tay như thế này. Thì đến cái điểm kết thúc này tạo cho mình một guốc, sau đó mình sẽ giấu cái sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc. Như vậy là mình hoàn tất được phần thân trên của bao tay nè. Và chiếc còn lại thì cũng làm tương tự ha, nhưng mình đảo mặt lại và mình móc mặt trước mặt sau xen kẽ với nhau trước nha. Thì cái phần thân mà mình vừa tạo đây nó sẽ là chiều cao từ phần cổ tay cho đến đỉnh của ngón tay nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tạo phần cổ tay. Dùng cho mình sợi len màu xanh tạo một nút, móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Các bạn sẽ viền lại cho mình một hàng màu xanh ở cái phần cổ tay trước. Thì để viền lại, mình sẽ bắt đầu đâm kim vào chân móc đầu tiên của phần ngón tay. Kéo sợi len qua chân móc. Từ đây móc lên một mũi móc xích. Cái mũi móc đầu tiên, đó là cái mũi mà sát cái mũi mà mình khâu á. Các bạn sẽ móc vào đó cho mình hai mũi móc đơn để mình mở rộng được cái phần ngón tay. Hai mũi móc đơn vào cùng chân móc ha. Sau đó từ đây di chuyển kim đến các chân móc kế tiếp. Thì mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc nè, mỗi chân sẽ móc hai mũi móc đơn ha. Các bạn không đâm kim vào thân chân móc mà mình chỉ đâm kim vào chân móc mà mình móc thôi nhé. Khi móc cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Và lần lượt di chuyển kim đến các cái chân móc. Mỗi chân ta sẽ đâm kim vào và móc hai mũi móc đơn cùng chân móc. Chân kế bên hai mũi móc đơn nè. Đây, như vậy là mình viền lại được một phần của cổ tay. Viền tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối. Đâm kim vào mỗi chân móc và sẽ móc vào đó hai mũi móc đơn cùng một chân móc.
Khi các bạn móc đến cái phần mà mình nẹp thì ở cái phần nẹp đối diện với nó các bạn sẽ móc cho mình vào mỗi chân là một mũi móc đơn. Hoặc có thể mỗi chân là hai mũi móc đơn để mình tạo cái độ rộng một tí ha. Đây, ở đây mình sẽ móc mỗi chân là một mũi. Sau đó mình sẽ di chuyển kim đến các chân móc của cái mặt kế bên và cũng làm tương tự cho đến hết vòng. Khi móc được đến cuối vòng thì chân cuối cùng sát với cái chân móc đầu tiên thì cũng làm tương tự, móc hai mũi móc đơn vào cùng một chân móc để mình mở rộng được phần ngón tay cho thoải mái nè. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi móc đơn đầu tiên, móc vào một mũi dời. Móc lên một xích. Ta hoàn tất được hàng viền đầu tiên cho phần cổ tay. Thì đối với cái phần thun mình sử dụng là thun trắng nên các bạn sẽ nẹp cho mình một hàng màu trắng vào trong cái phần cổ tay cho phần cổ tay của mình nó có điểm nhấn hơn ha. Thì mình sẽ cột hai đầu của cái sợi thun lại. Đây, sao nó có cái độ rộng vừa phải, sau đó mình sẽ xỏ cái sợi len màu trắng qua cái phần thun đó. Đưa sợi len màu trắng ra phía sau nè. Thì lưu ý khi đâm kim các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc đầu tiên. Sau đó mình sẽ kéo cái sợi len màu trắng. Thì sợi len màu trắng sẽ được kéo ở phía dưới của sợi thun ha. Kéo qua chân móc, sau đó móc lên một xích nè. Đây, thì như vậy là phần thun của mình được nẹp vào trong. Các bạn sẽ móc lần lượt mỗi chân là một mũi móc đơn. Khi móc mình sẽ móc luôn cái phần thun vào trong mũi móc nha. Mỗi chân ta cứ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Như vậy là mình đã nẹp được cái sợi thun vào trong ha. Nó tương tự như cách mà mình móc dấu sợi len thừa á. Khi ta động cũng nẹp được cái phần thun vào trong phần cổ tay nè. Các bạn sẽ móc tương tự cho đến cuối vòng. Sau khi đã nẹp được đến cuối vòng thì các bạn sẽ đưa cho mình tất cả các cái sợi len ra phía sau, sợi len màu xanh ha, đưa ra phía sau. Sau đó băm kim vào chân của mũi móc đơn đầu tiên ở vòng móc này. Móc một mũi dời để kết thúc. Móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len. Thì mình vừa nẹp được cọng thun vào, tạo độ co giãn cho phần cổ tay để nó giúp ôm vào phần cổ tay hơn ha. Sau đó mình sẽ tiến hành móc thêm một hàng móc màu xanh. Thì cái sợi len màu xanh này nè, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ở phía sau của sợi len thừa. Đây, phía sau sợi len thừa nha, là cái chân của mũi dời á. Sau đó đưa cái nút màu xanh qua kim móc. Đây. Guốc lại cho sợi len màu xanh ôm sát vào kim móc. Sau đó kéo nút này qua chân móc. Từ đây móc lên hai mũi móc xích. Chân móc đầu tiên sẽ là chân của cái mũi mà mình móc mũi dời kết thúc ha, móc vào một mũi kép đơn. Được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi, để cho phần cổ tay nó có điểm nhấn nè. Đây mình sẽ tạo các cái khoảng cách như thế này cho phần cổ tay nó có điểm nhấn hơn. Thì khi các bạn đã tạo ra mình được một mũi kép đơn vào chân móc, mũi thứ hai thay vì các bạn móc cho mình vào chân móc, đây thay vì ta móc vào chân móc thì các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân nằm phía dưới, tức là cái chân mà mình móc mũi móc đơn đó ha. Móc cho mình vào đó một mũi kép đơn. Sau đó tiếp tục móc xen kẽ. Chân kế bên móc vào chân móc bên trên. Thì chân kế tiếp móc vào chân móc phía dưới. Móc vào đây một mũi kép đơn nè. Tiếp tục xen kẽ ha, thì mình sẽ tạo ra được các cái họa tiết như thế này. Một mũi kép đơn vào chân móc, sau đó là một mũi kép đơn vào chân móc nằm bên dưới. Tương tự ha, kép đơn vào chân móc và kép đơn vào chân móc nằm bên dưới. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng thì mình sẽ tạo ra được cái điểm nhấn cho phần cổ tay.
Sau khi đã móc được đến cuối vòng thì đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc tiếp theo mình sẽ tạo họa tiết gân cho cái phần cổ tay. Thì cái chân móc đầu tiên mà mình gặp là cái chân móc mà các bạn móc vào chân móc ở phía dưới ha. Thì ta sẽ không móc vào chân móc mà các bạn sẽ đâm kim cho mình vào thân chân móc này. Ta sẽ đưa thân chân móc lên kim và móc vào đây một mũi ngoặt ngoài. Đây mình sẽ tạo ra một cái đường gân nổi lên. Chân kế tiếp đâm kim vào chân móc của cái mũi mà mình móc vào chân phía dưới nè. Một mũi kép đơn. Sau đó xen kẽ chân kế bên móc một mũi ngoặt ngoài. Đưa thân chân móc này lên trên kim. Móc vào đây một mũi kép đơn. Ta tạo ra được một mũi ngoặt ngoài ha. Chân kế bên thì móc vào chân móc một mũi kép đơn. Tiếp tục một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc. Một mũi kép đơn vào chân móc. Đây, như vậy mình sẽ tạo ra được những cái đường gân như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến hết. Sau khi móc đến cuối hàng thì đâm kim vào chân của mũi đầu tiên, móc một mũi dời, gây nên 2 xích. Ta hoàn tất được hàng móc thứ hai. Và để cho cái phần cổ tay của mình nó có cái độ rộng hơn á, thì hàng móc kế tiếp mình sẽ kéo dài cái mũi mà mình tạo cái điểm G. Thì các bạn cũng móc xen kẽ cho mình một mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc ngoặt ngoài bên trên. Sau đó xen kẽ ra một mũi kép đơn được móc vào chân móc kế bên. Thì lúc này cái đường G của mình nó sẽ được kéo dài ra hơn ha. Tiếp tục là mũi ngoặt ngoài vào thân chân móc ngoặt ngoài. Và mũi kép đơn được móc vào chân móc kế bên. Ngoặt ngoài vào thân chân móc ngoặt ngoài. Đây, cái đường G của mình nó đã có cái độ dài ra rồi ha. Móc tương tự cho mình cho đến hết, nó sẽ tạo ra được một cái độ rộng cho phần cổ tay. Sau khi đã móc hoàn tất được phần cổ tay, thì mình sẽ hoàn tất được một chiếc bao tay như thế này. Đối với mẫu này, các bạn có thể chọn cho mình mặt này là mặt trước cũng được, hoặc là mặt này là mặt trước cũng được ha. Thì nếu mà mặt không màu là mặt trước, các bạn có thể trang trí cho mình những cái họa tiết khác lên trên phần thân của bao tay, cho mẫu bao tay của mình thêm xinh xắn hơn và phù hợp với thời tiết mà các bạn đang sử dụng ha.